họ cho á. Ôi, tao vô rồi lắm này. Có chiếc ông mày đẩy cậu chẳng hỏi mà căn tầng hơn. Nó cho á. Cho. Nghe thấy trên mạng nói nhiều cái này. Cái này nó phải lấy cách đây chục năm rồi, không phải bây giờ lấy đâu. Bây giờ thì lâu biết. Ôi, trăm năm nó cũng chẳng sao. Vì có lúc nó ở trên hang đá lúc bao nhiêu năm rồi, mấy chục năm mình mới thấy mà. Chơi chứ. Ăn được. Anh là làm thuốc. Mà tối rồi. Mà tối rồi. Không mất rồi. Ba bốn màu à.有啊呢啊 Đây là máy ép của chú nhỏ
cho hoa Việt Nam rất nhiều luôn. Chọn chọn một điểm như này luôn nha. Đấy, một cái ảnh to như này nhà ở đây truyền ảnh qua mạng có tám đây là các sắp hàng tập hóa của dân để dân Bắc Kinh bản địa ở trên này mua giặt. Còn đây là các bà con đồng bào mang các sản phẩm của mình đi bán tại chợ. Trong này thì toàn những cái đồ cung cấp thiết yếu đơn giản hoàn toàn các em. Có lúc trước là có cái góc bán đồ những đồ lợn gà trâu bò, cái góc bên kia rất là đông. Ui này, các lông sẩn, các loại cao khô. Đây chắc là nhím này. Thì là 500 nghìn đó. 500 nghìn đấy. Không nhiều thế. Đây là nướng bánh bánh sắn này. Đó ông dừng đấy hả? Mấy đồng một cân? Cái này là 1 cân 200 nghìn. 200 nghìn một cân.